Ủy ban Nhân dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê vừa phối hợp với đồn biên phòng Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới và phát động ủng hộ quỹ tiêm phòng vaccine phòng chống COVID-19. Đến nay, phường Thanh Khê Tây đã phối hợp với đồn biên phòng Phú Lộc tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết đến 100% hộ dân trên địa bàn tham gia phòng chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển, chấp hành nghiêm các quy định về cách ly y tế, khai báo y tế và thực hiện 5K trong phòng chống dịch. Khi phát hiện có xuất nhập cảnh trái phép hoặc người dân ở vùng dịch về cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương và khu phố và các lực lượng chức năng, đồng thời thực hiện 3K trong phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đó là không được bao che, tiếp tay, không đưa đón và không môi giới xuất nhập cảnh trái phép. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Khê Tây và đồn biên phòng Phú Lộc đã phát động ủng hộ quỹ tiêm phòng vaccine phòng chống COVID-19.